theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái các nạn nhân trong vụ tai nạn ở nhà máy xi măng yên bái khi nhập viện trong tình trạng chấn thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện ông đỗ đức duy yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái huy động tối đa phương tiện nhân vật lực để chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân để họ có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất bí thư yên bái cũng giao các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn Công ty Xi măng Yên Bái chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 18 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh 4 triệu đồng. Công ty Xi măng Yên Bái cũng đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 200 triệu đồng, nạn nhân bị thương 50 triệu đồng. Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, tại nhà máy xi măng Yên Bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 công nhân tử vong, 3 công nhân bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là quá trình bảo dưỡng sửa chữa lò quay nghiền đá tại tổ máy số 3, nhà máy xi măng Yên Bái đã để xảy ra sai sót khi vận hành hệ thống điện, khiến lò bất ngờ quay, dẫn đến 7 công nhân đang làm việc trong lò bị tử nạn, 3 công nhân đang làm việc bên ngoài bị thương. Liên quan vụ tai nạn đường thủy khiến một hướng dẫn viên du lịch tử vong và hai du khách nước ngoài bị thương ngày 22 tháng 4. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Thành Được, sinh năm 1982, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4, được là tài công điều khiển tàu số hiệu An Giang 23338 của công ty cổ phần du lịch Hàng Châu. Trên phương tiện có 42 khách du lịch người nước ngoài mới nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương cùng hai thuyền viên khi được điều khiển phương tiện trên sông tiền đến khu vực xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang thì xảy ra va chạm với phương tiện phà khách số hiệu an giang 21477. do ông võ văn nhân sinh năm 1975, ngụ xã phú xuân huyện phú tân tỉnh an giang điều khiển trên phà có khoảng 30 hành khách di chuyển từ hướng tỉnh đồng tháp về hướng xã vĩnh sương hậu quả hướng dẫn viên du lịch an giang 23338 là ông ab don do giác sinh năm 1988, ngụ xã châu phòng thị xã Tân Châu, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh tại thành phố Châu Đốc. Sau đó, ông Giác được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Trợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 21 tháng 4, ông Giác tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ông Giác chết là do sốc đa chấn thương, mất máu cấp. Vụ tai nạn còn khiến hai khách du lịch quốc tế bị thương, được chuyển lên bệnh viện Việt Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Qua giám định, tỷ lệ thương tật tạm thời đối với hai du khách này là từ 6 đến 6%. Qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do ông được điều khiển phương tiện không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa dẫn đến va chạm với phà An Giang 21477. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có công văn chính thức gửi các cơ quan thông tấn báo chí về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người tử vong tại nhà máy xi măng theo đó, trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy nghiền số 3 của nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, hậu quả làm 7 người tử vong và 3 người bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân trực tiếp thực hiện bảo dưỡng sửa chữa. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn và các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã xuống hiện trường nắm tình hình, họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý giải quyết vụ tai nạn. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái phối hợp với măng và khoáng sản Yên Bái đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trao đổi với phóng viên dân Việt, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng sẽ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ gia đình bị nạn, làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân và cứu chữa cho các công nhân bị thương. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xem xét trách nhiệm pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước mắt, có thể cơ quan chức năng sẽ tạm đình chỉ hoạt động của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên máy để làm rõ nguyên nhân của sự việc. Việc này nhằm bảo vệ hiện trường, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Theo ông Cường, trong vụ tai nạn trên, hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công dân đã được xác định. Vấn đề quan trọng trong vụ việc là cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân máy nghiền hoạt động khi công nhân đang tiến hành bảo quản, sửa chữa là gì. Ngoài ra, làm rõ việc khởi động máy, bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình, quy định về an toàn lao động hay không, trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành thuộc về ai. Đây là những vấn đề quan trọng để xác định vụ việc có lỗi của người quản lý vận hành máy móc hay không. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy quy trình bảo quản sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn, đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả tai nạn lao động xảy ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 Bộ Luật Hình Sự. Theo quy định, các loại máy móc, thiết bị phức tạp trong dây chuyền sản xuất đòi hỏi người vận hành bảo quản quản lý nó phải có chuyên môn nghiệp vụ, phải được tập huấn về an toàn lao động việc bảo dưỡng sửa chữa phải theo quy trình quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động vì thế trong trường hợp người lao động không có chuyên môn phù hợp không được tập huấn về an toàn lao động công tác quản lý không đảm bảo an toàn người có trách nhiệm trong việc vận hành đã thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả tai nạn xảy ra cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với người vi phạm về tội danh nêu trên Vị chuyên gia cho rằng, vấn đề trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra khi xác định có cá nhân có lỗi trong việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và người có lỗi đó đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi của mình. Ngoài trách nhiệm pháp lý về hình sự có thể đặt ra, trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động cũng được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp trên. Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động công điện gửi Bộ trưởng các bộ Công an, Xây dựng, Lao động Thương minh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2024 đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả. Ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. 2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. 3. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp ra soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản, làm xi măng, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương. Danh tính 7 người tử vong gồm Nông Văn Tê, xã Xuân Lai, Nông Văn Thở, xã Xuân Lai, Mai Thiên Hát, xã Xuân Lai, Lê Mạnh C, xã Yên Bình, Nguyễn Danh M, Phan Ngọc L, Phạm Xuân Tê, xã Thịnh Hưng. Ba người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu là Nông Văn Tê, xã Tân Nguyên, và Phạm Minh Đê, xã Đại Đồng. Cụ thể, khoảng 13 giờ chiều 22 tháng 4, trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy trên đã xảy ra sự cố nghiêm trọng dẫn tới vụ tai nạn lao động thương tâm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sự cố động cơ điện của máy nghiền. Trong lúc một nhóm công nhân đang sửa chữa bên trong máy nghiền, một công nhân ở bên ngoài đã vô ý đóng cầu giao khiến cho máy nghiền hoạt động. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh Yên Bái đã tới hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động